Thưa quý vị và các bạn, sau 25 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên đã khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Mỗi khoảnh khắc về sự chuyển mình của quê hương đã được các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hưng Yên ghi chép bằng cảm nhận và góc nhìn của người nghệ sĩ. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào, chụp ảnh về quê hương không chỉ là niềm đam mê mà còn là trách nhiệm trong hoạt động nghệ thuật. Những ngày đầu Hưng Yên tái lập tỉnh, ông và các văn nghệ sĩ đều coi đây là cơ hội hiếm có để sáng tác. Bởi bấy giờ, có rất nhiều công trình mới được xây dựng, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức. Từng góc phố, dạng nhãn cổ, di tích, đền chùa hay các lễ hội dân gian của thị xã Hưng Yên xưa đều được ông tỉ mỉ ghi lại. Những bức ảnh mà chụp ngày đó so với bây giờ, cứ xếp theo thứ tự thời gian ấy, thì nhìn vào ảnh đã nhìn thấy sự phát triển đi lên rồi. Cái phát triển đi lên trong ảnh nó là phát triển mình nhìn nó trực quan, không cần phải thuyết minh nhiều, nó bằng hình ảnh. Tôi nói ví dụ ngay cái quảng trường Hưng Yên thôi, tôi có hai tác phẩm về quảng trường Hưng Yên. Một là tôi ghi là Hưng Yên ngày nay, thì hồi đó là quảng trường mới xây dựng xong đẹp lắm. Nhưng sau khi mà được đổi tên là quảng trường Nguyễn Văn Linh và có thêm tượng đài của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và các cái đường điện là được thiết kế hiện đại hơn, thì tôi chụp lần hai thì đã thấy rằng là một sự phát triển rất mới rồi, nhìn nó hiện đại hơn. Nó hoành tráng hơn, nó tưng bừng hơn. Dành tình yêu tha thiết cho những nét đẹp của thôn quê, trong suốt hơn 20 năm qua, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh đã cần mẫn ghi lại những hình ảnh, sự kiện của làng quê mình và xuất bản cuốn sách ảnh với tựa đề Làng Tôi. Làng quê Hưng Yên qua ống kính của Nguyễn Thanh hiện lên phong phú, sống động mà rất dung dị, gần gũi. Dù có nhiều đổi thay theo thời gian, nhưng vẫn giữ được không gian văn hóa gắn bó, thân thương, là chốn đi về của biết bao người con quê nhãn. Khi mà mình đã đam mê và săn tìm và có một cái ý thức lưu trữ, tôi cảm nhận được là cái việc làm của mình nó chỉ là ghi chép từ những các cái rất là nhỏ ở trong làng quê. Và cho đến bây giờ, qua cái sự lưu trữ và ghi chép đó, nó rất có cái giá trị về lâu dài sau này. Các nghệ sĩ đã được xem như là những người chép sử bằng hình ảnh. Có nhiều nghệ sĩ với đam mê cũng đã có nhiều cái hình ảnh lưu giữ về quê hương để phản ánh về cái sự phát triển phồn thịnh của quê hương đất nhãn. Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hưng Yên đã và đang thực hiện các ý tưởng sáng tác, những bức ảnh thể hiện được sự đổi thay của quê hương trong xu thế hòa nhập cùng với sự phát triển chung của đất nước.